tế công chuyện với mấy bà nè. Trời đất ơi, nó quậy banh chành cái chán chuồng hết trơn. Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Chú Bi của mình. Trên tay mình đang cầm một cái ly trùng rất là lớn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đi thăm những cái mương cá bề màu thủy sinh nè. Rồi bên đây là có mương cá beta thủy sinh. Đằng kia là có hai mương tép xanh với lại tép đỏ. Và ngay phía trước nhà mình là có một cái hồ cá bể màu thủy sinh cộng đồng siêu to khổng lồ luôn. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho anh em xem hết tất cả những cái khu vực nuôi cá thủy sinh của mình nha. Giờ mình sẽ đến với cái mương đặc biệt nhất ở trên cái video này, đây chính là mương cá bể màu. Cá hôm bữa mình thả ra đây thì nó rất là khỏe, rất ổn định nha anh em. Trong đây thì có rất là nhiều cá con. Và ngày hôm nay mình quay lại cho anh em xem thì anh em thấy là rong nó phát triển rất là tươi tốt luôn. Hôm bữa là mình trồng dọc hai bên cái đường mương, bây giờ là rong nó dài, nó phát triển ra tới giữa nè. Này mình sẽ cắt nó ngắn lại ha, rồi mình cắm xuống. Thì cái rong tiểu bảo tháp này á là chơi cắt cắm nó sẽ đẹp hơn so với cái việc mà chúng ta cắt sát gốc rồi chờ nó lên lại nha anh em. Anh em rút cái kinh nghiệm của mình nè, đây để mình quay cho anh em xem bên cái mương cá beta. Thì hôm bữa là bên cái mương cá beta này á, là nó rong á, là nó mọc từ đầu này dài qua tới đầu kia luôn á. Xong cái mình mới cắt sát gốc để cho nó lên lại, mình nghĩ là cũng nhanh thôi. Mà này là mình chờ cũng phải là gần cả tháng á, nó mới từ cái gốc đó nó mới ra những cái chồi non rồi nó mới lên lại được chút xíu như thế này đây nè. Đấy, và bên cái mương cá beta này thì hôm bữa mình có đi mua thêm một đàn cá ranh chu nữa. Thì nó rất là đẹp, chút xíu nữa mình sẽ quay cho anh em xem bên đó ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành quay bên cái mương cá bể màu này trước. Để trước khi mà cho cá nó ăn thì mình sẽ quay cho anh em xem sơ là ở dưới mương này có gì. Tại vì có những anh em là đã theo dõi về cái chuỗi series mương cá bể màu của mình là lâu rồi, anh em cũng biết ở trong đây là có cái gì ha. Nhưng mà có những anh em mới xem thì chưa biết ở trong đây mình trồng loại cây gì, thì giờ mình sẽ chia sẻ với anh em. Mình nói tên của những cái cây trong đây để anh em có thể đi tìm và set up một cái mương giống như mình. Và sẵn tiện bạn nào đang xem video này mà nhà có ấu thái thì có thể là chia sẻ với mình ha, inbox với mình để mà mình biết giá rồi mình mua, mình ủng hộ lại các bạn luôn. Vì hôm bữa là có rất là nhiều anh em nói yêu cầu mình là trồng ấu thái vào trong những cái mương này đi để cho nó đẹp hơn. Và cái cây ấu thái thì nó cũng đẹp thiệt anh em à. Và ở trong cái mương này tiêu biểu nhất, nhiều nhất đó chính là cây rong tiểu bảo tháp. Cây rong tiểu bảo tháp này là một trong những cây rong mà đẹp nhất luôn nha anh em. Nói như là tốt vậy đó. Và để trồng được những cái cây rong tiểu bảo tháp mà nó xanh đậm, nó đẹp, nó ra những cái chồi nó phát triển tốt á, thì anh em phải trồng những cây rong tiểu bảo tháp này có nền. Ở đây thì mình đang trồng nền cát. Nếu mà anh em nào trồng nền đất á, thì cái cây rong này nó phát triển sẽ rất là tốt nha anh em. Phát triển tốt hơn như thế này nữa. Nhưng mà bù lại cá mình nó bơi, nó quậy nước, cái nền đất thì nó sẽ độc hơn cái nền cát. Nên là lúc đó mình chọn nền cát để mình làm. Thì trong đây là phun cát luôn chứ không có miếng đất nào hết nha anh em. Cát này là mình với thằng em mình nó ra ngoài bờ sông, ra ngoài bãi cát rồi xong ấy, trở về đổ vô đây. Thì cái cát này cũng là cái cát xây dựng luôn. Ví dụ như anh em ở thành phố muốn chơi một cái mương nhỏ nhỏ như thế này đó, hẹp hẹp nhỏ nhỏ, thì anh em có thể là mua những cái cát xây dựng cũng được đó. Mình mua về mình đổ ra dưới này, rồi đó mình rửa cho sạch sẽ đi, cái mình thay nước vài lần là nước nó sẽ tự động trong. Và cái mương của mình á có một cái đặc biệt là mình không có xài vi sinh gì hết. Anh em hỏi là tại sao cái mương của mình lúc nào nó cũng trong, rồi cá nhìn nó tung tăng, nó khỏe, ngắm cá nó đã như vậy, cây nó tốt như vậy, thì mình không có xài vi sinh gì hết nha anh em. Vi sinh này là nó tự có trong cái hồ của mình luôn.
Và cái mà điều quan trọng nhất là phải có đủ ánh sáng thì nước nó mới trong được. Tại vi sinh quang hợp á là nó rất là nhiều trong nước, mà nếu mà mình nuôi cái hồ cá hay là nuôi cái mương mà ở chỗ không đủ ánh sáng thì đảm bảo là cái hồ của mình nó sẽ bị đục liền nha. Đó là về cây tiểu bảo tháp. Để chút xíu nữa ở chỗ kia nó có mấy cái lên lá ngọn á, lá trên ngọn mà nó lên trên cạn á, thì mình quay cho anh em xem ha. Và cái thứ hai khi mình nhìn vô cái mương này thì nó rất là bắt mắt. Đây, anh em phải nhìn trực tiếp bên ngoài thì mới thấy nó đẹp được. Đó. Có rất là nhiều cây thị trúc luôn. Đấy, mấy cây thị trúc này đây nó rất là cao anh em ơi. Hôm bữa mình trồng á là nó sát sát ở dưới cái bờ gạch này nè. Đó, cái bờ gạch nó màu đỏ ha. Rồi cái cây thị trúc này nó màu xanh nè. Nhìn rất là đẹp, nó đều nhau. Còn nay là nó lên chắc cũng phải là cao hơn 2 mét rồi anh em ơi. Đây, cái bụi này là cao nhất luôn á. Và mấy cái cây thị trúc này nó phát triển cũng rất là nhanh. Anh em nhìn những cái chỗ mà mình buộc dây nhựa xanh nè. Đó thì hôm bữa là mình buộc hết tất cả những cái thân này vào một chùm để cho nó không có bị gió quật ngã. Mà nay anh em thấy là nó tự mọc lên nè. Đó, nó lên chồi. Rồi nó lên những cái như thế này. Đó, anh em thấy đẹp không? Đây, nhìn ảo diệu không anh em? Rồi cái này cao hơn nữa nè. Đấy. Thì tí nữa mình quay video này xong mình cũng sẽ buộc những cái cây này vô trong cái bó lớn luôn ha, để cho nó không bị gió quất ngã. Và cái cây thứ ba mình trồng ở trên cái mương thủy sinh của mình đó chính là cây lá dứa. Thì cái lá dứa này á, là nó phát triển rất là tốt luôn anh em. Nhà mình á, là cũng hái rất là nhiều lá dứa từ cái bụi trong cái hồ thủy sinh này của mình á, vô để nấu sữa, nấu chè nè, nấu chè hạt sen, mà bỏ thêm cái lá dứa này vô nữa là thơm cực kỳ luôn nha anh em. Thì cái lá dứa này nó có cái bộ rễ rất là khủng. Đây, cái bộ rễ của nó là phát triển còn dữ hơn mấy cái cây thị trúc nữa nè. Đấy, thì trong hồ của mình nó là không có hút cạn được, chỉ có lâu lâu thì hút hút cái nước cho nó chảy ra thôi, cái mình châm lại cái nước mới vô hoặc là mình sẽ cho nó xả tràn. Thì cá con nó bơi trong cái gốc kia kìa nè. Đấy, bơi trong gốc kia khá là nhiều. Đây, cái này là bộ rễ của cây lá dứa. Cái lá của nó cũng đẹp lắm anh em ơi. Lá nó màu xanh nè. Đó, anh em thấy đã không? Thấy chiêu không? Còn đây là cái bộ rễ của mấy cây thị trúc. Đây, bộ rễ cây thị trúc nó nhỏ. Nó màu đỏ đỏ anh em à. Đây. Cá thì nó cũng chui vào trong những cái bộ rễ này nó trốn được đó anh em. Đây là mấy con cá con nó bơi ra ngoài nè, mấy con này lớn rồi. Đây, cá con này nè. Đây đây, con này nó bơi trên cái lá thị trúc anh em dễ nhìn nè. Thì đây là cái cách mà mình ươm những cái tán cây, cái lá cây thị trúc nha anh em. Đó, mình cắt mấy cái lá, sau đó mình cho xuống nước vài tuần thì nó sẽ tự động là lên chồi và nó bén rễ. Khi nào mà nó ra rễ nhiều nhiều chút xíu á thì mình sẽ bẻ cái nhành đó, bẻ luôn cái cây con đó đi. Mình trồng ra ngoài đất tự nhiên như thế này luôn đó, thì nó sẽ lên rất là tốt. Này lên chồi nữa nè đó, nhìn giống mấy cái gốc măng tre ha. Đây là mấy em cá con. Cá con nó vậy chứ cũng nhiều lắm nha anh em. Và cá nó hoàn toàn khỏe mạnh hết. Tụi này mình rất là hóng luôn, vì mai mốt lớn lên sẽ có rất là nhiều màu. Và tiếp theo đến với cây thứ tư. Đây là cây điểm nhấn cho cái mương của mình. Đây, cây này là cây phát tài. Nó có màu đỏ. Và cây này nó sống trên cạn, hạ thủy, vẫn sống bình thường nha anh em. Cái cây này sống dưới đây chắc cũng phải là 5-6 tháng rồi, vẫn sống bình thường nha. Và cái nó ra cái bộ rễ dưới này nè. Đấy, anh em thấy nó ra cái rễ xanh không? Cá thì nó đang tập trung bên kia. Và cái cây này là cây gì mình cũng không biết nữa, tự nó lên trong cái mương của mình luôn chứ mình không có trồng nha. Cái cây này nè anh em, thấy nó cũng đẹp đẹp ha. Cây đó mình nghĩ là chắc nó có sót từ đâu trong mấy cái cát mà khi xưa mình trở về mình đổ vào đây nè anh em. Nó có hạt sẵn rồi sao mà giờ nó bắt đầu nó lên. Còn cái này là cây hoa súng. Hoa súng này thì nó là súng thường thôi, loại này màu hồng. Nhưng mà vô cái mùa đông này á thì cái cây súng nó không phát triển nhiều. Nó bị teo hết mấy cái lá lớn á nè, nó ra toàn lá nhỏ thôi. Và ở đây nè, nó ra một chùm lá nhỏ dưới này luôn. Đấy. Cây súng này là cây thứ năm ha.
Đó, thì hiện tại là trong cái mương cá bảy màu thủy sinh của mình đó, thì mình trồng 5 loại cây như thế này. Và phía đằng kia á, thì rong tiểu bảo tháp anh em thấy nó sẽ lên đẹp hơn, đẹp hơn rất là nhiều so với cái bụi rong ngoài đằng xa kia. Cái rong tiểu bảo tháp này mình chia sẻ với anh em cũng khá khá nhiều lần về việc là trồng sao để cho nó lên một cái màu tốt. Thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng nền cát, nền đất nè, hay là về phần nước nè, hay là về phần ánh sáng đó, phần ánh sáng thì nó sẽ là một trong những cái yếu tố quyết định cái màu của cây rong tiểu bảo tháp này nó lên như thế nào. Nó lên xanh lợt hay là xanh đậm đó, nó ra vài tầng, nó có vài màu đó. Thì làm như thế nào để nó ra được cái màu xanh đẹp, thì anh em phải trồng cái cây tiểu bảo tháp này ở một nơi mà nó có đủ ánh sáng, nhưng mà đừng có để nắng chiếu trực tiếp. Nắng mà chiếu trực tiếp thì đảm bảo là nó, với anh em á, là nó sẽ ra cái màu xanh rất là nhạt. Còn anh em nuôi mà ở trong một cái này nè, anh em nuôi ở trong cái khu vực mà nó râm nè, mà nó đủ ánh sáng khuếch tán nó từ bên ngoài này nó chiếu nè. Đó, thì ở đây nó ra 2-3 màu luôn. Anh em thấy đẹp không? Cái ngọn của nó là cái màu xanh lục ha. Còn phía dưới là nó màu xanh đậm hơn. Ở ngoài mình nó đang kéo mây anh em ơi, đang kéo mây đen, không biết là có mình đang quay video này có bị mưa không nữa. Đó, bây giờ mình sẽ tranh thủ mình cho cái tụi cá này nó ăn đã. Nãy giờ nó cũng đang chờ đợi mình lắm rồi. Đây, cá thủy sinh nè, ăn trùng chỉ thôi nha anh em. Mình cũng phải đi dành lại cho mấy con cá beta nè, cá muốn rồi ranh chu, với lại còn một cái hồ cá bảy màu cộng đồng siêu to khổng lồ ở ngoài phía trước nhà mình nữa. Anh em đợi xíu, tụi cá nó đánh hơi được là nó vô nha. Tại vì hồi trưa mình cũng quên mất tiêu, quên mất tiêu là chiều nay phải quay video ấy, nên là mình cũng cho nó ăn mớ trùng rồi. Giờ là tụi nó cũng khá là no, anh em thấy không? Đâu, nó đâu có nhát đâu đúng không? Nó vẫn bơi trên mặt nước, bơi đi chơi đó. Đó, nhưng mà nó chưa có chịu bơi vô ăn. Thì trong cái mương này là có rất là nhiều dòng nha anh em. Để mình quay gần cho anh em xem nha. Cái con mà to to này, tay bơi to mà cái đuôi hoa văn răng cưa kìa, đó là con Dumbo màu sắc. Con mà đỏ hết người này là con cá trống phun trét nè. Con này nó bị tưa đuôi cái mình thả ra đây luôn. Còn cái con mà mình xám, tay bơi đen rồi vây đuôi đen kìa, nó là con đắt nai. Con này là con rồng tím bị nhiễm đỏ nè, con trống này nè. Còn mấy con mà mắt đỏ thịt trắng kem mà đuôi đỏ xanh kia, đó là những con trống tô bát thủy sinh. Còn có hai con này bơi tới nè. Đó, hai con này là Will Coy Sọt Si Thu mít đầu, mình thả ra ngoài đây. Đây, mấy con Si Thu là cái con mắt của nó rất là to nha anh em. Và cái con mô sắc thì anh em thấy là nó sai rất là khủng luôn á. Con này nó bị gãy lưng nên mình mới thả ra đây nè anh em. Cá rất là đẹp nha. Và cái con cá màu xanh kia, đó là con hát bê lu. Này là Dumbo rất teo nè anh em. Cá trống nó kè mái đó. Từ này nó bắt đầu đánh hơi, nó bơi tới phía trước rồi. À, cái con này nè, con này rất là đẹp nha anh em. Màu xanh ngọc. Đó, con này là con trống lu tô bát. Rít bông. Con mà vàng hết người kìa là con phun gôn nè. Đây, vàng hết người là con phun gôn, nó bơi ngược ra đằng kia rồi. Này, tụi này nó đang tập hợp ngoài đây làm cái gì vậy? Và con này là nhân vật chính trong mấy cái mương cá bảy màu của mình anh em. Con này là con cá lai rồi. Cái mình nó là của con HBY, nhưng mà cái đuôi của nó là nó có hoa văn màu sắc nhìn rất là đẹp nha. Đấy, anh em thấy không? Một trong những con cá mà rất là đặc biệt. Thì mai mốt nó sẽ ra nhiều con đặc biệt hơn như thế này nữa nha anh em. Trong đất này nè, nhìn cái con đơm mô màu sắc kia nhìn nó vẫn đã. Mình chỉ tay nó sợ nó chạy em ơi. Thì phía xa kia là con phun gôn.
Đấy, full gold rig bông tay bơi bướm nha nè. Con trống nó full tay bơi luôn á. Thả ở đây anh em thấy nó bơi nè. Cái tay nó nhìn nhịp nhàng lắm nha. À, để mình lại cho anh em mình quay cho anh em xem cái cây rồng tiểu bảo tháp mà khi nó lên cạn thì sẽ như thế nào. Này nó như thế này nha anh em. Vài bữa nữa là nó sẽ lên cái bông màu tím. Đó, lên lá cạn thì cái lá nó nhỏ lại, nó không có to. Mình chỉ có dưới nước thì nó đẹp hơn ha anh em. Để cây đó mai mốt mà nó lên bông thì mình sẽ quay cho anh em xem lại nha. Mấy bạn cá này là bắt đầu vô cái bữa tiệc rồi đây anh em. Bạch ti trùng chỉ. Có mấy con nó ăn no quá thì nó bơi cũng kiểu là hơi lờ đờ nha anh em. Chứ còn để đói á, thì anh em ra là bắt đầu là nó sấm cho nó đòi ăn, nó làm dễ sợ lắm. Để lấy con đường mà tụi nó phải di chuyển. Đó, mấy cây rong này mà nó mà dài quá thì mình cũng sẽ cắt lại, chừa cái đường nó rộng ra cho mấy con cá này nó bơi. Anh em thấy đã không? Và đây là con đường để cho tụi cá này nó di chuyển cái này. Có một cái đường ở giữa để đây nè. Mai mốt mà rong nó phát triển ra nhiều, nó chắn đường thì mình cũng sẽ cắt lại. Rồi mình cắm xuống cho nó ngắn lại nè, cho nó gọn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ha, chuyển qua bên cái mương cá beta thủy sinh. Đó, có cá muống hoa tiễn nè, rồi có ranh chu nữa. Mình cũng tranh thủ mình quay. Ngoài trời bắt đầu nó đổ mưa rồi anh em ơi. Anh em thấy là cái video của mình nó đang hơi bị sập tối xuống rồi đó. Anh em thấy đã chưa? Cái cảnh này là nó giống như là tiên cảnh luôn á anh em, nhìn nó đã ghê anh em ơi. Để chút xíu nữa mình kêu cái con mập giống chàng con y chang con này bơi tới nè. Ôi. Mê quá anh em ơi. Đây, tiếp tục mà lấy trùng chỉ cho tụi nó ăn nha. Thì cái mương này làm rất là đơn giản. Anh em nào mà có thắc mắc về cái mấy cái mương cá thủy sinh này của mình á thì có thể là inbox mình gửi link cho anh em xem cái video mà hôm bữa mình hướng dẫn anh em làm mương á. Đây, cái tụi cá con thì nó sẽ dạng hơn mấy con cá lớn nha. Cho nó thêm cục lửa đi. Nhìn đã quá anh em ơi. Rồi, còn chừng này thì mình sẽ để dành cho cái hồ cá thủy sinh ở phía trước. Ôi, mưa rồi anh em ơi. Trời ở mình đó, mấy nay thì nó lúc nắng lúc mưa vậy đó. Cái con to đó mà nó bơi vô một cái là nó nói là trùng nó văng ra ngoài hết anh em ơi. Nó, anh em thấy nó ăn ghê không? Trời ơi, nó quậy kìa. Con mập này. Này báo dữ ta. Này cái con cá mập nè, hôm bữa mình mua nó cũng nhỏ giống như là cái con cá này thôi nè. Đó. Nó cỡ hơn ngón tay chút xíu thôi mà mình nuôi nó đến nay là nó phải là 6 tháng tuổi rồi. Nó to như thế kia. Về mình thì mình nuôi được 6 tháng nha anh em. Để mình xuống mình rượt cái con mập này nó chạy lên mới được. Con này là nó chuyên gia trốn ở dưới mấy cái lá làng nước với lại mấy cái lá súng. Đây, nhân vật chính đây. Chạy đi đâu trốn như này vậy? Con này màu nó đẹp hơn con trên kia luôn á anh em. Mấy cá beta này chạy lên ăn đi con. Beta thì nó không có nhạy bằng những con cá bị màu nha anh em. Thôi, nhìn cặp đó đã quá anh em. Bơi lên ăn đi. Đây anh em thấy là nó chui với mấy cái lá súng không? Nhìn nó ảo diệu giống như là trong phim vậy anh em. Chạy lên ăn đi. Nó bơi về hả? Bơi lên. Mấy con này là mình không có dám bắt nó trên tay anh em ơi, sợ bị vi phạm cộng đồng á. Rồi tới công chuyện. Trời đất ơi. Bây giờ nó báo kìa anh em ơi. Nó báo văng hết trùng ra ngoài luôn. Đã đời chưa? Vô bứt một cục thiệt to rồi nó ra nó nhai anh em. Tội mấy con cá nhỏ. Nó quơ cái trùng văng ra ngoài hết trơn, mấy con cá nhỏ nó nhặt ở ngoài nó ăn nè.
Hôm bữa là mình đi mua mấy con cá ranh chu con này nè. Mình hỏi anh kia hồi trước mình mở tiệm á, là anh hay ghé mình mua trùng chỉ cho tụi cá ranh chu ăn. Mình mới hỏi mua. Thì anh mới nói là thôi đem cá muống xuống giao lưu với anh đi. Chứ mua gì? Cái mình đem cá muống xuống mình giao lưu với anh. Cái con này lên ăn coi. Nó là nó chuyên gia trốn với cái cây làng nước đó. Nó quen anh em mà, ngó gì cho nó khôn lắm. Nó nhớ đường nha. Nó không chịu bơi lên. Có mình cái con to kia thì nó bơi lên nhiều. Ra ăn đi. Rồi nó chui với mấy cái cây tiểu bảo tháp này. Nhìn dễ thương cực. Cá beta thì nó không có nhạy bằng cá bể màu đâu. Đây có con này nó nằm luôn nè anh em, nó nằm nó nghỉ luôn á. Đó, chuẩn bị nha anh em. Tới công chuyện với mấy bà nè. Trời đất ơi. Nó quậy banh chành cái chán chuồng hết trơn. Rồi anh em để ý nha, cái con mà mập nhỏ nhỏ này là chuẩn bị là nó chui vô trong cái bụi lan nước lại nè. Đang lẻn đi đó nè. Thôi đây chơi đi, ở đây chơi cho vui mày ơi. Để có mình con to trên này. Con nhỏ đó mình không biết là được hay cái nè. Mình nghĩ con đó chắc là con cái quá anh em ơi. Tại con này nó có cái râu trên mũi nè. Còn con kia mình không thấy nó có râu. Đây. Đó anh em thấy nó có cái râu không? Nhìn xuyên qua chỗ miếng trùng chỉ này thấy không? Ôi báo nha. Miếng cá nhỏ này vô nó quạt cho con cá này văng ra hết. Nó bơi đi mới sớm vô ăn lại được nè. Trời ơi. Báo quá báo rồi. Anh này này này. Khoái là gì? Ăn trùng chỉ khoái rồi đúng không? Vô. Ủa gì ăn. Ăn gì mỹ miều chứ à? Cá beta thì trong đây giờ chỉ có dòng cá fancy copper thôi anh em ơi. Chứ còn mấy con koi thì lâu nay mình chưa có làm lại á. Thì chắc qua năm mình mới thả koi vô đây lại. Nó sẽ có đủ sắc màu luôn, con koi là rất là đẹp. 3 màu, 5 màu là trên một con cá nè, nhìn rất là đã nha. Còn fancy copper thì nó chỉ có 2-3 màu thôi. Ok, thì chúng ta ngắm bên cái mương này. Vậy được rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyển cảnh qua bên chỗ cái mương tép. Hey. Tép thì hôm bữa mình cho nó ăn lá dâu á, nó ăn cái súng vô chén rất đông luôn anh em. Mà nó xử mấy cái lá dâu này xong xuôi hết trơn rồi nè. Ủa sao chỗ này chưa lấy nét được. Đây. Tép này thì nó có rất là nhiều màu. Cái loại tép xanh này mình để ý nha, nó cũng giống như là những con cá mà rồng xanh, rồng tím hay là tô bát của mình vậy. Nó vẫn đẻ ra những con xanh đen nè, rồi có những con á là màu đen luôn, rồi có những con là nó lên màu đỏ bầm bầm. Thì kiểu nó cũng bị nhiễm đỏ nên cái dòng tép xanh mà loại mình đang nuôi nè. Cái dòng này cũng là dòng phổ thông thôi. Thì mình thấy là mấy cái màu xanh thì nó thường là sẽ bị nhiễm. Wow. Bơi hết trơn rồi nè. Đây, mấy cái mà cặn trôi ra là cái phân của tụi nó đó anh em, chứ cái lá dâu á là nó xử sạch xanh xanh hết trơn rồi nha. Nó xử hết lá dâu rồi. Đó, có con tép xanh lè nó bơi ra anh em thấy không? Mình lấy cái cục đá mình đè cái lá dâu á để cho nó chìm xuống, tụi này nó ăn. Ơi, có một con tép đỏ bên kia nó nhảy qua anh em ơi. Con này không biết phải là tép đỏ không? Ừ, đúng rồi, con này tép đỏ riêu nè. Con này nó nhảy lộn qua đây rồi. Chứ còn cái loại mà nó nhiễm. Rồi. Cái loại mà nhiễm đỏ thì nó sẽ bầm hơn. Trời ơi, khó bắt thiết. Tép này nó bơi tới, bơi lui, bơi xuôi, bơi ngược. Nó búng. Đây. Anh em thấy khó bắt cực luôn nhé. Vô. Rồi qua đây. Thôi mời anh em
qua bên cái mương tép đỏ nha. Tép đỏ là nó còn ăn hăng say lắm, tép đỏ nó nhạy hơn mấy con tép xanh rất nhiều nha. Mà đây để mình quay cho anh em xem góc này nè. Góc này thì tép xanh nó vẫn còn tập trung khá là nhiều. Đây mấy cái mà từ từ mình chưa lấy nét này anh em ơi, chỗ này chó quá. Quay vô mấy cái cây thì nó rõ, chứ còn đây tép xanh quá trời quá đất luôn nha anh em, nhiều lắm. Anh em nào mà cần tép xanh để chơi thủy sinh thì liên hệ mình nha. Mấy con này mình xe cũng rẻ hơn anh em ơi, 5k trên một con hết, cho anh em về chơi nha. Để mình cầm chén lên, anh em thấy nó đang nhặt cái lá dâu nó mà lem không? Đó, nó đang nhai đó nè. Đây, sẽ mang cái chén này lên. Hôm bữa là nó bu vô là xanh lè cái chén luôn á nè. Giờ bây giờ bắt đầu mới nhảy ha. Mày báo quá, để cho tụi nó ăn nha. Có tép con nó bơi quá trời luôn á. Thì cái mương tép này mẹ mình chăm, mẹ mình cũng hút nước ra. Nhưng mà nó ăn nhiều lá dâu quá thì nước nó cũng sẽ bị lên đục đục như thế này, là nó lên tảo anh em. Thì mình phải xả nước ra rồi sau đó mình chăm nước vô lại. Để mình qua bên đây mình quay cho anh em xem tiếp. Mấy cây tiểu bảo tháp bữa nay nó phát triển dữ quá. Trời ơi, tép đỏ là nó sẽ dễ nuôi hơn mấy con tép xanh. Nó đẻ nhiều hơn, nó khỏe hơn. Đây đây, để mình quay cho anh em xem cái chén này nha. Anh em thấy là mê ly luôn á. Thì vì bên này nó ăn nhiều nè anh em. Đây, cắn cây. Nên nó là nước nó khá đục. Đây đây đây. Tụi này phải nhấc lên là anh em mới thấy vi diệu nè. Ờ nó quậy nước ra đục quá. Rồi, đem vô chế mì tôm ăn nha anh em. Thôi, quá trời đã luôn nè. Thôi, hạ xuống nha. Trời ơi, nó đang ăn vô quậy lên đục ngầu luôn anh em ơi. Anh em nhìn nè, nó đông như quân nguyên luôn nha. Tụi này đang nằm nghỉ dưỡng. Chỗ này có một cái cây lan nước. Và cái chén bên đây là cũng không có khác gì chén bên kia nha anh em. Chưa lấy nét được nhỉ. Nước đục quá, khó lấy nét. Đây. Mình chế bớt nước ra. Chế nước ra nó quậy lên cặn không nè. Rất là đỏ. Đẹp lắm nha anh em. Có mấy em nằm ở trên cái cây rong thì anh em nhìn nó sẽ dễ hơn. Nó màu đỏ nè anh em. Rồi đụng tới nó chui xuống rồi. Rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vô trong cái hồ cá bảy màu cộng đồng siêu to khổng lồ trước khi. Để mình quay cho anh em xem. Ở đây thì mẹ mình cũng có tận dụng luôn nè. Chỗ nào trống là thả thùng xốp với lại lấy nắp thùng xốp che lên như thế này để nuôi cá. Thì đây là hai hồ cá của dòng Dumbo Redtail Bitter. Anh em thấy tay bơi nó đã không? Thôi nó sống như nó đòi ăn nè anh em. Tội chưa? Ôi, cưng quá vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành nha. Tiến hành qua bên kia. Đây. Anh em thấy phía đằng xa kia không? Đó. Chỗ con cây nhà mình nó nằm đó. Thì bên đó có cái hồ cá rất là to.
Giờ mình qua bên cái hồ cá siêu to khổng lồ này quay á, thì bị mưa anh em ơi. Tại vì ở trên đây á, là một cái giếng trời nè em. Đó, chỗ này mình không có lắp tô đây để mà mình chơi cây chỗ này. Bây giờ thì mình làm hồ cá nó bị mưa. Anh em thấy cái số lượng cá trong cái hồ mà siêu to khổng lồ này nè, là không bao giờ mà đếm cho hết nổi luôn nha anh em. Cá lớn nó tập trung bên đây nha, còn cá con á là nó đang nấp ở bên mấy cái góc này nè. Đây rất là nhiều cá con. Đây, đụng tới nó bơi ra nè anh em. Đấy, cá con nó trốn trong đây nè. Nhìn đã ghê anh em ơi. Hồi nhỏ mà có cái hồ này là nói là quá trời quá đất luôn á. Thì trong cái hồ này mình cũng trồng những cái cây mà nó tương tự giống như là ở ngoài mương vậy. Nhưng mà trong đây thì chỉ là trồng súng cảnh là nhiều. Với lại có mấy cái bụi cây lan nước. Cái đó bị mấy sâu nó vô nó cắn hư trơn lá. Để mình cắt bỏ những cái lá sâu đi. Nhìn nó cũng xấu ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công việc chính của cái hồ cá này. Ôi trời, nước nó nhỏ anh đầu đột đột anh em ơi. Trời ơi, anh em thấy nó bu nè. Quá trời đã không. Đây, món ăn chính của tụi nó là trùng chỉ. Vô đây, không biết nó có bị lật cái... Ê, lật cái rọ rồi anh em ơi. Chết, 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 cứu mình. Chết rồi, con cá nó chui vô đây rồi. Rồi, bây giờ anh em bắt đầu là xem nó nè. Cái chiến nha. Tới đây chỉ biết ngắm cá thôi chứ không biết nấu gì nữa anh em ơi, nhìn đã quá đi. Cá bên đây thì nó cũng có các dòng tương tự giống như là bên mương cá bảy màu của mình vậy. Ơi, trời nó vẫn lật lật. Trời đất ơi, nó kinh khủng thiệt anh em ơi. Nó tông là rằng nghiêng luôn cái rọ trùng của mình luôn kìa. Ôi ơi, này nó đẻ ra thêm nữa, quá trời nhóc cá con nó bơi xung quanh luôn nè này. Ghê mà anh em, nó xô ngã luôn cái rọ trùng rồi. Thôi ra đây đi. Trời ơi, dữ quá. Ra đây nha, tập trung lại nha. Rồi. Cá trong đây là cũng phải mười mấy dòng á. Nằm cái rọ trùng xoay quanh luôn kìa anh em. Mà cũng bị nghiêng, hình như là mình bỏ nhiều trùng quá rồi, nó xô cái là ngã ha anh em ơi. Trời ơi, nó đã. Qua đây, để mình giữ cho tụi nó ăn nha. Này, xô ngã. Đó, để cho tất cả những con cá này á, mà nó khỏe mạnh hết như thế này á, là cả một vấn đề đó anh em. Anh thấy là nuôi một cái hồ cộng đồng siêu to khổng lồ như thế này mà cá thì nó cực kỳ khỏe không. Mà mình thả tụi nó ra đây rất là lâu rồi. Nhưng mình hay cho tụi nó ăn trùng chỉ. Mình cho ăn những cái thức ăn tươi thì cá nó mới khỏe được. Thì ngoài đây đa phần là những con cá mà giống như là thủy sinh nè, hay là những con cá bị tật lỗi nè, với cả những con cá mà nó bị già, cá giống mà nó già quá đó, mình không có cho nó đẻ nữa, mình đưa nó ra đây để cho tụi nó nghỉ hưu. Chứ mình không có thả ra ngoài ngoài mương tự nhiên hay là ngoài sông, ngoài ao hồ cống, thì vì ra ngoài đó trước sau gì tụi nó cũng chết sớm mà. Đó, mình thả vô cái hồ cộng đồng của mình như thế này á thì tụi nó mới sống sót được. Thì ra ngoài đây thì tụi nó cũng phải sinh tồn thôi, chứ không có giống như là ở trong trại mình nuôi, trong đó thì được che nắng che mưa, rồi hôm nào mà lạnh thì cũng đóng cửa kín mít. Chứ còn ra ngoài đây là tụi nó phải tự thích nghi. Nhưng mà có một cái là nó không bị những con cá lớn nó ăn. Xô ngã luôn, dữ thiệt chứ. Trời ơi, chắc lần đầu tiên anh em thấy cảnh này ha. Khiếp đảm thiệt chứ.
anh em nói vậy chứ nó ăn giờ đến chiều là cái cục trùng nó bay màu. Đựng ngã luôn như trời. Rồi nó rất là đông. Nó mạnh tới mức mà nó xô ngã luôn cái rọ trùng của mình. Xoay vòng vòng luôn. Lệch một bên nè. Bơi qua đây nè, qua đây tập trung ăn cho khán giả còn xem chứ. Tụi bay đẩy chút là vô trong thành hồ rồi. Rồi qua đó xô tiếp. Có mấy con cá nó khôn, nó bơi lên trên nó ăn luôn kìa nè. Nó không bị cạnh tranh, chứ còn dưới cái đáy rọ thì bắt đầu là nó chen chút gì đó. Quá trời dữ rồi. Rồi đẩy xa quá. Tay mình không lấy tới được. Cái chết cha anh em ơi, có con cá nó bị mắc kẹt ở dưới cái đáy rọ nãy giờ, con tô bát nó mắc kẹt nè. Trời ơi. Ơi anh em đợi mình xíu đã, mình lấy nó ra đây nha. Ham ăn quá con. Này, báo rồi. Trùng nó rớt ra ngoài anh em ơi. Đây lên đây đi. Báo thủ. Thanh niên ba báo này. Bơi ra ngoài giùm cái đi ba. Ra. Nãy giờ ở dưới cái đáy rọ luôn. Đúng là dân chơi thì chứ. Rồi tiếp tục tiếp tục. Là ti của các bạn đây. Đừng có chui xuống đáy bê ơi. Mình hy vọng đây là một cái hồ cá nè, hay là những cái mương cá của mình đó. Nhiều cá thủy sinh đẹp nhất mà anh em từng thấy nha. Ở trại mình thì mình nuôi mười mấy dòng đó, và mình nuôi đa phần là những cái dòng cá nhiễm không à, như rồng xanh, rồng tím nè, rồi tô bát, riết bông, tô bát, hắc muôn, trái kiểu đó. Mấy dòng cá màu xanh là nó nhiễm nhiều lắm, nên là số lượng cá thủy sinh là quá trời quá đất. Rồi, cái mương này mình quay thêm chút xíu này cho anh em xem rồi mình sẽ dừng video nha. Tại vì là cái video này nó quá trời dài rồi. Những cái mà hồ, những cái mương mà đặc sắc của mình là mình đâu có quay nhanh được đúng không anh em. Mình cũng cố gắng mình quay mỗi cái mình chia ra mình quay. Có một cái con nó tội chưa. Mấy con cái con nó khôn nha. Cái nhỏ nó bơi lên trên nó ăn luôn. Đã quá. Thì bữa bây giờ mình quay những cái mương cá thủy sinh này, có rất là nhiều anh em hỏi cá thủy sinh. Thì cá thủy sinh thì mình ưu tiên là ship để những anh em nào mà ở trong tỉnh Quảng Nam nè, hay là những anh em ở lân cận. Còn những anh em ở xa thì mình cũng có thể ship được, nhưng mà nó cũng phải tùy đợt. Thì đợt nào mà mình có cá thủy sinh mà cá tơ thì mình mới gửi xa được nha anh em. Chứ cá thủy sinh mình nói mấy con mà size to chà bá rồi á, mấy con già đây nè. Anh em cứ mua cá thủy sinh đòi mấy cái con mà to siêu to khổng lồ á, thì mấy con đó ship đi nó rất là yếu. Mấy con cá đó thường là những con cá già rồi, những con cá mà nó quá tuổi rồi anh em. Mình không có nuôi nữa mình mới thả ra thủy sinh mà. Nên mình thả ra cái hồ này, rồi nó có trong cái hồ này luôn á anh em. Đó mà anh em đòi mua mấy con to là không có mua được. Nên ví dụ như anh em nào ở gần tới luôn á, đó tới chỗ mình luôn á, thì anh em lựa thoải mái ha. Nhưng mà lựa ở bên chỗ cái khu vực thùng xốp nha anh em, chứ còn cái hồ này là để chỉ để phục vụ cho tất cả các anh em ở đây ngắm thôi, và mình cũng ngắm nữa. Trong cái hồ này là mình không có bán, đúng, hồ này thả vô đây là tụi nó chỉ sống ở trong đây luôn. Nhưng có mấy con cá này già nó bơi rất là tội, nó bơi kiểu nó bơi bị chốc ngược người nó lên luôn anh em thấy không. Đấy, trong đây là đủ mọi hoàn cảnh hết nha.
nhận thấy trùng chỉ nó nhồi. Trùng chỉ nó nhồi quá trời quá đất luôn nè. Khiếp đảm quá. Này kéo nó chạy nè. Để mình dẫn nó đi nha. Mình mới phát hiện cái trò này chơi nè anh em. Đi chơi thôi kéo cho tụi nó chạy hết cái... có mấy con bỏ cục rồi anh em ơi. Bỏ cục chạy ra đằng kia. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ mà chỗ ăn quen thuộc của tụi nó thôi. Chỉ có một vài con là nó đi theo cái rọ này. Thôi ra lại đây nha. Vô đây đi. Đó. Sống như trong bụi rộng đó ăn. Cho cái rọ này nó khỏi chạy nữa. Bọn này vẫn đi tìm ta. Giờ tụi cá nó dắt cái rọ trùng vô trong bụi rong tiểu bảo tháp của mình rồi anh em ơi. Và video đến đây nó cũng rất là dài rồi. Nên là mình sẽ xin phép kết thúc video ở đây. Và video sau mình sẽ quay cho anh em xem những cái chuỗi series về cá thủy sinh siêu đẹp ở bên mình ha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Rồi ok, bye bye tất cả các anh em nha. Và anh em có thắc mắc về vấn đề gì trong việc là nuôi cá bảy màu thì hãy để lại bình luận ở trên video này. Mình sẽ xem và mình giải đáp thắc mắc cho tất cả các anh em. Và nếu mà chủ đề nào được anh em quan tâm nhiều á thì mình sẽ ra một cái video luôn để mà mình chia sẻ với anh em cho nó dễ ha. Còn về việc mà set up những cái mương cá thủy sinh đó, thắc mắc thì cũng hỏi mình luôn, mình gửi link để mà mình hướng dẫn anh em cách làm. Đó, rẻ, đơn giản, hiệu quả lắm anh em ơi. Không cần phải xây gì hết á. Như cái hồ to này là cũng không cần phải xây luôn, mình lót bạt vô nè. Rồi cái đây này mình trồng lên hai lớp gạch đó, dẫn cái miếng bạt này xuống dưới này. Ok, rất là đẹp.